Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng chạy The Finery Level 4 nha các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục xây dựng nào các bạn. Rồi, chúng ta còn thiếu một cái máy chém nữa các bạn ạ. Rồi, chúng ta cùng mua đồ nào các bạn. Đặt ở đây nha các bạn. Rồi, tôi nghĩ là ổn rồi đấy các bạn ạ. Ngoại trừ việc lẽ ra tôi thêm một cái máy chém vào đây các bạn ạ. Nhưng mà không sao, 21 trên 21 rồi. Máy chém này, hàng rào gai này. Mấy cả là súng máy lighter các bạn ạ. Máy chém, hàng rào gai với cả lighter các bạn ạ. Rồi, cái đường hầm đã bị bịt kín rồi các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Tôi đã chuẩn bị súng rồi. Giờ chúng ta cùng bắt đầu nào các bạn ơi. Tầng 1 nha các bạn. Ôi trời đất ơi. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo như kế hoạch các bạn ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 Thay súng phóng lựu nào các bạn. Xong rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Chúng ta đã chiến thắng các bạn ạ. Rồi, một khẩu súng phóng lựu đã bị hỏng các bạn ạ, phải để ra chỗ khác, tôi không muốn phá súng phóng lựu đâu. Tôi có súng phóng, các bạn có thể sửa chữa súng ở khu VIP ở trạm xăng nha các bạn. Nên là tôi sẽ không phá súng phóng lựu các bạn ạ. Khẩu AK này cũng bỏ ra luôn. Vậy là chúng ta đã xong tầng 1 rồi các bạn ạ, quá đơn giản luôn. Và bây giờ chúng ta phải sửa chữa lại các bạn ạ. Rồi, chúng ta không đủ đồ rồi các bạn ạ, phải mua thêm nào. Tiếp tục xây nào các bạn. Rồi, lại 21 trên 21. Đường hầm thì sao? Từ đó các bạn này, lại ở đây có tất cả 5 máy chém này, xong rồi 6 hàng rào gai này. Với cả 10 10 sụ 10 lighter các bạn ạ. 5 máy chém này, 6 hàng rào gai này, 10 lighter này. Đường hầm thì bị bịt kín rồi này. Ổn rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Tôi nghĩ chúng ta chuẩn bị rồi đấy các bạn ạ. Các bạn đợi tí để tôi vứt cái này vào đây. Rồi, chúng ta đã chuẩn bị xong các bạn ạ. Tầng 2 nha các bạn. Chuyển nào các bạn ơi. Tôi sẽ cố để không phá hỏng súng phóng lựu các bạn ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được rồi, thay súng phóng lựu nào các bạn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, xong rồi. Ô, các bạn ơi, quá đã luôn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành tầng 2 rồi các bạn ạ. Rồi, chúng ta cùng bỏ lại mấy khẩu súng phóng lựu này nha các bạn. Không dùng mấy khẩu đấy nữa, vì tôi không muốn phá hỏng súng phóng lựu đâu các bạn ạ. Rồi, có vẻ như chúng ta vẫn đầy đủ súng các bạn ạ. Cùng tiếp tục nào. Đây là những khẩu súng phóng lựu nghỉ hưu các bạn ạ. Tôi sẽ sửa chữa nó sau. Rồi, AK của tôi vẫn tốt, súng phóng lựu đây rồi. Rồi, tiếp tục nào các bạn.
chúng ta còn rất nhiều khoáng vật các bạn ạ. Do tôi chăm chỉ cày bunker alpha, do tôi chăm chỉ chạy bunker alpha với cả lông trại nha các bạn. Các bạn có thể kiếm được rất nhiều khoáng vật từ bunker alpha với cả lông trại nha các bạn. Rồi chúng ta có thể xây thêm một máy chém nữa các bạn ạ. Đặt vào đây. Rồi. Giờ thì có vẻ ổn rồi đấy các bạn ạ. Xem lại nào. Đây, 6 cái máy chém các bạn ạ, 6 hàng rào gai với cả 9 khẩu lighter các bạn ạ. Khẩu lighter đắt tiền lắm nên là tôi sẽ không phá hỏng nó mà xây bom 3 đâu. Để xem chúng ta có qua nổi tầng 3 này không. Rồi tôi sẽ xây bom 3 các bạn ạ, khẩu súng phóng lựu. Súng máy phóng lựu. Đây 6 máy chém này, 6 hàng rào gai này, 9 lighter này. Không biết là có đủ không các bạn ạ. Ờ, đường hầm bị phá vỡ, đường hầm bị đục thủng rồi các bạn ạ. Chúng ta phải sửa chữa thôi. Tí nữa thì chết các bạn ạ. Không ổn tí nào, không ổn, không ổn. Chúng ta phải đi đến tận đây. Chúng ta phải đi mấy km để sửa chữa cái đường hầm này. Được rồi, sửa chữa đường hầm xong rồi, ổn luôn. Vứt mấy cái đồ này vào đây. Rồi cùng nhìn lại hàng phòng thủ nào. 6 máy chém, 6 hàng rào gai, 9 lighter. Không biết lighter có đủ mạnh không các bạn ạ. Tôi lo ngại lắm. Còn đường hầm đã bị bịt kín rồi các bạn ạ. Ổn rồi. Đây súng của tôi cũng đầy đủ luôn. Giờ thì uống nước nào. Khỏe hơn nhiều các bạn ạ. Quá đã luôn. Mới ăn nữa. Được rồi. Tầng 3 cũng là tầng cuối cùng nha các bạn. Ô các bạn ơi, chuyển nào các bạn ơi. Cố gắng không làm hỏng súng phóng lựu nha các bạn. Một, hai. Ba, bốn, năm, sáu. Bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm. Ôi giời đất ơi. Ô các bạn ơi, chúng ta đã thắng rồi các bạn ơi. Quá đã luôn. Quá xịn nha các bạn. Rồi súng phóng lựu chúng ta vẫn còn các bạn ạ. Vẫn còn một khẩu súng phóng lựu nữa. Ôi vậy là hàng phòng thủ của chúng ta đã bị hỏng hết rồi các bạn ạ. Thật là đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta đã vượt qua. Chúng ta đã vượt qua toàn bộ thử thách rồi các bạn ạ. Chúng ta đã vượt qua 12 trận chiến rồi các bạn ạ. Ôi các bạn. Đây đến phần thưởng chính các bạn ơi. Các bạn chuẩn bị chưa? Nhận tất cả phần thưởng này. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Quá vui luôn. Giờ chúng ta cùng mở mấy cái kẹo cao su này nha các bạn. 20 ngôi sao được đấy. Tôi chấp nhận nha. Nhôm, tấm nhôm không tốt lắm. Mấy viên thuốc này rất là đắt đỏ và hiếm nha các bạn. Rất là tuyệt luôn. Lại ngôi sao tiếp. Khẩu neutralizer. Khẩu súng chuyên giáp. Rất xịn nha các bạn.
ba gạch đỏ các bạn ạ. Ôi rất tuyệt luôn, cảm ơn rất nhiều. Đây đến phần thưởng chính các bạn ơi. Tệp tin của bản thiết kế. À từ từ để tôi mở cái hòm này đã các bạn. Được khẩu Neutronizer rất là xịn nha các bạn. Rồi phần thưởng chính. Các bạn ơi chuẩn bị chưa? Thứ gì đó tốt đi nào. Đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà. Boom. Vietjet APL2. Không biết là tôi đã có chưa các bạn ạ. Hình như nó có rồi. Có rồi các bạn ạ. Rất tiếc luôn. Giờ chúng ta cùng xóa mấy cái bảng thiết kế này nào các bạn. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Một tệp tin của bản thiết kế nữa. Thứ gì đó tốt đi nào. Ska các bạn ơi. Handle. Rất tiếc là tôi đã có toàn bộ mod xịn của Ska rồi các bạn ạ. Nên là hơi buồn. Tôi còn ít. Tôi còn vài mod tím nữa tôi chưa có các bạn ạ. Nên là cũng không ngạc nhiên khi tôi không nhận được mod mới nào. Các bạn biết không, chúng ta còn khoáng vật nữa. Nên bây giờ chúng ta cùng thử nghịch. Chúng ta cùng thử nghịch tiếp cái sự kiện này nào các bạn. Chúng ta tiếp tục xây nha các bạn. Bây giờ chúng ta còn có thể xây được 4 bom 3 nữa các bạn ạ. Cùng xây bom 3 nào các bạn. Rồi còn thiếu nhiều lắm các bạn ạ. Rồi thiếu một cái vòng nữa. Rồi một cái bom 3 đó các bạn ạ. Từ đã xem lại nào. Rồi tôi biết phải mua cái gì rồi. Rồi bom 3 sẵn sàng. À đường hầm lại bị mở rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng sửa chữa nó nào. Trời ơi chạy mấy km để sửa chữa cái đường hầm luôn. Đùa. Hơi bị bất tiện nha. Dành cả tuổi thanh xuân chỉ để chạy bộ. Rồi các bạn xem này. 6 máy chém, 6 hàng rào gai và 9 súng máy nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Và đường hầm đã bị bịt kín rồi. Không biết là chúng ta nên chạy mức dễ hay chạy mức khó nhở các bạn nhở. Các bạn biết không, chúng ta đến đây để chơi mà nên chúng ta sẽ chạy mức khó nha các bạn. Các bạn chuẩn bị chưa? Nào AK rồi. Nhưng mà lần này tôi nghĩ chúng ta sẽ không dùng súng phóng lựu nữa mà chỉ dùng AK thôi. Và cố gắng chạy vòng quanh, không để cho súng máy phóng lựu bắn trúng chúng ta. Lần này chúng ta sẽ chỉ dùng AK thôi các bạn ạ. Tôi nghĩ là thế là rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ không làm mức dễ. Chúng ta sẽ không làm mức dễ mà chúng ta sẽ làm mức khó nha các bạn. Vì chúng ta đến đây để vui vẻ mà để tận hưởng cuộc sống mà các bạn ạ. Nên là chúng ta sẽ chơi hẳn mức khó cho nó hoành tráng các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nào. Tôi sẽ không dùng súng phóng lựu vì
Lần này tôi nghĩ là dùng AK rồi chạy khỏi cái súng máy phóng lựu các bạn ạ. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Đấy là chiến thuật của chúng ta. Rồi, không mức dễ mà mức khó nha. Các bạn chuẩn bị chưa? Rồi, bắt đầu nào. Ôi giời đất ơi. Tí nữa thì chết các bạn ạ. Rồi mọi thứ vẫn ổn các bạn ạ. Ôi giời đất ơi. Ôi, súng phóng lựu đứng bắn tôi. Ô, các bạn ơi, thành công rồi. Quá đã luôn. Quá xịn các bạn ạ. Quá chất chơi luôn. Nhưng mà hàng phòng thủ của chúng ta hỏng hết rồi các bạn ạ. Ơi. Đấy. Tôi nghĩ hàng phòng thủ ban nãy của chúng ta là hàng phòng thủ rất là xịn rồi các bạn ạ. Không còn xịn được hơn nữa đâu. Chúng ta thử xây nào các bạn. Lại thiếu đồ nữa các bạn ạ. Rồi, mua cái này nào các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. Chúng ta thiếu hai súng máy nữa các bạn ạ. Không biết là tôi có đủ mua. 1, 2, 1, 2. Ôi, đắt đỏ quá các bạn ạ. Đây tôi sẽ làm như thế này các bạn ạ. Đấy, hợp lý đấy các bạn ạ. Một bom ba nữa, không biết chúng ta có đủ không. Ôi, chúng ta thiếu nguyên liệu rồi các bạn ạ. Các bạn biết không, chờ tôi một tí nhé. Chúng ta đã quay trở lại các bạn ơi. Rồi. Bom ba cần hai cái kia nữa các bạn ạ. 1, 2. Ồ vậy là chúng ta vẫn đủ xây thêm. Rồi tuyệt vời luôn các bạn ơi. Vậy đây là hàng phòng thủ của chúng ta các bạn ạ. À mà các bạn biết không, Có mấy cái người lính đánh thuê này. Đây này, những người lính đánh thuê này sẽ là giúp chúng ta trong trận chiến đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là họ đắt lắm. Tôi nghĩ là không đáng đâu các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ họ không đáng đâu. Kệ họ đi. Rồi chúng ta lại mang AK vào lại như ban nãy nha các bạn. Uống nước cái nào. Ăn tiếp nào. Ồ khỏe hơn nhiều các bạn ạ. Rất xịn luôn. Đường hầm là bị phá rồi các bạn ạ. Đùa. Không thể nào mà tả được luôn đấy. Rồi. Sửa chữa xong rồi các bạn ạ. À. Rất tuyệt vời luôn. Rồi, đây là hàng phòng thủ của chúng ta các bạn ạ. 6 máy chém, 6 hàng rào gai, 6 bom ba và 3 lighter các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Đường hầm cũng được bịt kín rồi. Đấy, hàng phòng thủ của chúng ta quá là đẹp luôn các bạn ạ. Như tôi đã nói đấy, chúng ta sẽ không dùng súng phóng lựu mà chúng ta sẽ dùng AK rồi chạy vòng quanh, lé lé phạm vi, lé gì nhỉ?
lé phạm vi lỗ của súng máy phóng lựu nha các bạn. Rồi các bạn chuẩn bị chưa? Mức dễ không? Mức khó cơ. Chuẩn bị nào các bạn ơi. Bùm. Ôi trời đất ơi. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Súng máy phóng lựu thật là đỉnh. Lại thắng rồi các bạn ơi. Quá đã luôn. Hàng phòng thủ của chúng ta quá mạnh các bạn ạ. Quá chất chơi. Quá vui luôn các bạn ạ. Chơi sự kiện này thích phết các bạn ơi. Quá đã luôn. Và đây là thiệt hại của chúng ta. Chúng ta mất 3 máy chém, 2 hàng rào gai. Còn lại súng máy thì vẫn nguyên si các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. 3 máy chém, 2 hàng rào gai, còn súng máy vẫn còn nguyên. Rất xịn nha các bạn. Đường hầm vẫn được bị bịt kín. Vậy thôi, chúng ta đã chơi xong với sự kiện này rồi các bạn ạ. Rất là vui luôn. Chúng ta vào đây nào. Chúng ta có thể mở thêm vài hòm. Xem nào. Extraction. Sự kiện kéo dài trong vòng 16 giờ nữa. Nhưng mà tôi đoán là đến ngày mai thì sự kiện này sẽ biến mất các bạn ạ. Nên chúng ta cùng mở hết hòm vào ngày hôm nay đó các bạn. Hòm kẹo cao su. Ba sơn trắng các bạn ơi. Úi giời đất ơi. Không chê đâu các bạn ơi. Rất là tuyệt nha. Hòm cuối các bạn ơi. Thứ gì đó tốt đi nào. 20 ngôi sao. Tôi không chê đâu các bạn ạ. 20 ngôi sao các bạn có thể mở ra rất nhiều phần thưởng xịn nha. Và đặc biệt là có những cái ba lô hay là sơn xe máy rất là xịn mà tôi mong là lần mùa sau nhà phát hành sẽ cho những sơn xe máy và ba lô xịn khác các bạn ạ. Vì tôi rất muốn những món đồ tốt các bạn ạ. Rất là mong chờ vào mùa sau luôn các bạn ạ. Vậy là extraction, vậy là chúng ta đã hết kẹo cao su rồi. Và sự kiện này chúng ta đã làm xong rồi các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Suy nghĩ của tôi về sự kiện này á, sự kiện này rất tuyệt vời các bạn ạ. Phần thưởng rất là xịn. Phần thưởng rất là xịn, lối chơi cũng rất là phong phú, cách chơi rất là tuyệt vời. Tôi rất thích các bạn ạ. Sự kiện này á, sự kiện mặc dù á các bạn ạ, các bạn nhìn súng phóng lựu của tôi này xong còn AK nữa. Chứng tỏ là sự kiện này rất là đắt đỏ các bạn ạ. Sự kiện này không dành cho người mới chơi đâu, mà phải dành cho người ở cuối game cơ. Sự kiện này đắt đỏ lắm, rất là tốn nhiều súng đạn. Không đùa đâu các bạn ạ. Súng phóng lựu xong rồi AK full mod nữa. Rất là khó nha các bạn. Nhưng mà tôi vẫn thích sự kiện này các bạn ạ. Đây là một trong những sự kiện tiền nhất của Last Day on Earth. Chơi rất là vui các bạn ạ. Rất là đặc biệt, rất là ảo và cao siêu các bạn ạ. Tôi rất thích. Đa lắm các bạn ạ. Nếu các bạn đủ tài nguyên thì các bạn lên thử nha. Sự kiện này được Popcorn phê chuẩn luôn. Rất xịn nha các bạn. Cho điểm chắc phải được điểm, tôi nghĩ là 8 trên 10 đi. Đấy, quá ngon luôn các bạn ạ. Quá đẳng cấp luôn. Ơi, nói nhiều quá. Nhưng mà vui bạn ạ, các bạn ạ. Thôi tổng kết lại nhé. Xịn. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.